Công an nói có gần 100 bị can trong vụ 4 tiếp viên xách ma túy. Khiếp sợ con số gần 100 bị can bị sờ gáy sau vụ 4 tiếp viên bị lợi dụng xách ma túy, PKT. Xin chào 500 anh em, mình là PKT đây. Tiếp tục đến với diễn biến nóng liên quan đến vụ 4 tiếp viên xách ma túy về nước. 4 tiếp viên hàng không bị lợi dụng xách ma túy là vụ việc lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử ngành hàng không Việt Nam. Sau vụ việc, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành chỉ thị về tăng cường công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại trong hoạt động của nhân viên hàng không. Cùng với đó, cơ quan chức năng xác định 4 tiếp viên bị lợi dụng và đã triệt phá được đường dây buôn ma túy đặc biệt lớn với số bị can có thể lên đến 100 người, đồng thời thông tin chi tiết thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng này. Trong 30 ngày, lực lượng công an phối hợp với các đơn vị tiếp tục xác định thêm 6 chuyến hàng liên quan có chứa ma túy các loại được vận chuyển từ Pháp về các sân bay ở Việt Nam do cùng một đối tượng người Việt Nam lưu trú tại Pháp. Thông báo của Công an thành phố Hồ Chí Minh nêu các hành vi trên không liên quan đến các nữ tiếp viên. Theo lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh, vụ án thể hiện thành công trong công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó đã truy xét triệt phá được một đường dây buôn bán ma túy quy mô đặc biệt lớn từ châu Âu về Việt Nam. Ước tính số lượng bị can có thể lên tới 100 đối tượng. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là lợi dụng người Việt Nam học tập định cư tại Pháp, có nhận dịch vụ gom hàng chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để vận chuyển ma túy về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài. Sau đó, chúng sử dụng dịch vụ giao hàng nhanh trong nước để đưa số ma túy này giao về cho một đối tượng tại Đồng Nai, tách thành từng kiện hàng riêng, vận chuyển bằng đường bộ, giao tới cho các đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương để tiếp tục chia nhỏ, tiêu thụ tại nhiều địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho hay, quá trình truy bắt gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi, sử dụng dịch vụ giao hàng công nghệ để giao nhận ma túy. Đến nay, tăng vật thu giữ gồm có gần 50 kg ma túy tổng hợp các loại, 2 khẩu súng và nhiều tăng vật khác có liên quan. Sau vụ 4 tiếp viên bị lợi dụng xách ma túy về Việt Nam, những hành khách tại các sân bay, ga tàu cần cảnh giác hơn trước những lời nhờ vả của các đối tượng lạ mặt, tuyệt đối không cầm hộ, xách hộ bất cứ đồ gì để tránh trường hợp tình ngay lý giàn. Sau khi phát hiện 4 tiếp viên xách ma túy, cơ quan chức năng đã truy dấu vết các đối tượng để làm rõ đường dây mua bán ma túy số lượng lớn. Quá trình điều tra tới nay, cơ quan công an xác định 4 nữ tiếp viên có liên quan đến vụ việc này bị nhóm người Việt định cư tại nước ngoài lợi dụng vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam. Đây là vụ việc chưa từng có tiền lệ trong lịch sử ngành hàng không Việt Nam. Liệu số lượng bị can ước tính đến 100 người đã là con số cuối cùng hay tiếp tục tăng lên trong quá trình mở rộng vụ án? Câu hỏi này vẫn đang được Công an thành phố Hồ Chí Minh làm rõ. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, công an địa phương điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm, triệt để, khách quan, toàn diện, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội, ngăn chặn các hoạt động của tội phạm, phòng ngừa ngăn chặn việc người dân bị các đối tượng lợi dụng, vô tình giúp sức cho hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Nhận bài học đau xót từ vụ việc trên, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành chỉ thị tăng cường kiểm tra đột xuất hành lý của phi công, tiếp viên, tránh xảy ra vụ việc tương tự. Theo đó, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ra chỉ thị yêu cầu các doanh nghiệp có nhân viên hàng không phải quy định trách nhiệm và xử lý kỷ luật người đứng đầu đơn vị và người phụ trách triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả khi để xảy ra vụ việc. Doanh nghiệp đã chủ động tăng cường công tác kiểm soát an ninh nội bộ và yêu cầu toàn bộ các nhân sự tham gia dây chuyền vận chuyển hàng không dân dụng nguyên tắc làm đúng quy trình. Đối với các cảng hàng không, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu chỉ đạo lực lượng kiểm soát an ninh hàng không tăng cường kiểm soát người và đồ vật mang vào khu vực hạn chế của cảng, kiên quyết xử lý các trường hợp vào khu vực hạn chế không đúng mục đích, vận chuyển các đồ vật không nằm trong danh sách đăng ký. Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các hãng hàng không tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất hành lý của tổ bay trước và sau khi kết thúc chuyến bay. Các hãng phải xử lý nghiêm theo nguyên tắc kiên quyết, kiên trì, thường xuyên và không có vùng cấm. Đại diện một hãng hàng không Việt Nam cho biết, hành lý của tổ bay đều được kiểm tra khi hạ cánh.